Thì đưa mẹ vào móng tay nha, móng tay dài quá cào bị chốt hết cả tay rồi này, thấy không? Cắm cho nó sạch nha. Đấy. Mình chạy đấy. Trên ngón tay của TiTi buồn cười quá. Cháy. Đấy, xong rồi, đưa tay này đây, cái tay này suốt ngày mút thôi. Trời ơi, mút cho dệt ngón tay luôn. Đi nào. Để yên con. Đây, món này nữa. Rồi, cái chân lại như nào? Trời ơi, cái móng chân nó dài. Sạch rồi. Làm đây lại một cái tay nhanh nhá. Làm lên gấu bông nhá. Chào lên. Đây con nằm đây. Cho con cầm cái này. Cầm nó đây. Cầm yên nhá. Thế nằm yên con, không nằm yên cựa là đau đấy nhá. Nào, nằm yên đây mẹ lấy cho. Yên con, yên. Ngoan đi, mẹ làm xong rồi mẹ lấy sữa cho mà uống. Nằm yên đi. Uống sữa không? Mẹ lấy cho sạch sẽ đi. Không sạch là không ai chơi với đâu. Nè, trời ơi, TiTi bật quá, khiếp.
sữa uống nha, uống sữa xong mới đi ngủ được chứ. Đây, quay đây, nằm yên con. Nằm yên, nằm yên, đây, đây, đây. Con nằm như này, đây giờ nằm như này. Nằm yên đi, nằm yên đi, mẹ lấy cho. Sướng quá, ngủ, à, ngủ đi con, ngủ đi, ngủ đi. Sạch rồi. Mình đang ngủ nha, mẹ đi lấy sữa cho tí dậy uống nha. Này uống nhá. Từ từ nhá. Ui dồi, đói à con? Ngon không? Chân chết. Để mẹ đi lấy khăn nào. Con ngồi đây này. Con ngồi đây đây con uống nha. Để mẹ đi lấy cái khăn mẹ lau cho. Đó, ngồi yên nha. Nào, giặt lên mũi luôn à. Đây mẹ con à. Ngồi nặng lên.